Hello, chào mọi người, lại là em Hữu Vật Vờ đây. Hôm nay em Hữu rất là vui được tham dự một cái lễ hội ở xã Nam Xuân, huyện Cờ Lông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đây được gọi là lễ hội Lông Tông hay được gọi là lễ hội Súng Đồng của các dân tộc đồng bào trong huyện Cờ Lông Nô nói riêng và toàn tỉnh Đắk Nông nói chung. Lễ hội này được diễn ra sau Tết Nguyên Đán và được tổ chức ở huyện Cờ Lông Nô các bạn. Trong cái lễ hội này thì sẽ diễn ra trong vòng 2 đến 3 ngày và diễn ra cả ngày luôn mọi người. Bây giờ là 10 rưỡi rồi, người dân đến càng ngày càng đông các bạn ạ. Chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã xem tiếp phần 2 của chuyến du xuân đầu năm đi lễ hội Lồng Tồng mọi người nhé. Và cái phần 2 này thì anh em Hiếu cùng chuẩn bị đi thưởng thức những ẩm thực và sẽ đi mua một số thực phẩm ở đây để về chúng ta cùng thưởng thức ẩm thực lễ hội Lồng Tồng, như thịt trâu, heo quay, thịt heo rừng các bạn. Ở đây thì đã 10 giờ rồi nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà khách càng ngày càng đến càng đông. Lễ hội này được diễn ra cả ngày luôn các bạn, có thể là đến đêm luôn các bạn nhá. Các bạn xem và cho Hiếu một cái đăng ký like cho nhiều người biết về lễ hội Lồng Tồng mọi người nhá. Đây là măng nắng ở đây. Đây, 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 đây. Chị cũng mua luôn thịt trâu và măng nắng đúng không ạ? Đúng. Anh chị là người dân ở đâu? Em ở bên Nam Nung. À, Nam Nung này luôn, dạ. Vui nhỉ, có cái lễ hội này rất là vui. Chiều nay hình như là có thể dục thi đấu các loại loại môn ấy. Ví dụ như kéo co, ném còn các kiểu ấy. Dạ. Thứ ba là thịt trâu. Đây là một trong những cái lễ hội mà thịt trâu nhiều nhất luôn. Dạ, đây là lễ hội gọi là lễ hội thịt trâu nhiều nhất cả nước. Giao. Còn có hai con đẹp quá nhỉ. Hiện tại đoàn của Hiếu sẽ đi ra ngoài và kiếm cái gì để ăn mọi người nhá. Hiếu chia sẻ lại một cái ẩm thực gọi là cái văn hóa, văn nghệ, văn hóa các dân tộc ở phía trong trong mình. Bây giờ là mình sẽ đi ăn. Chết rồi, vừa mới thấy quay mới giờ hết rồi à? Còn bà chị không chị ơi? Vừa mới thấy quay xong, vừa mới quay phim ở đây. Ghê gớp thật, tranh nhau mua heo quay tại lễ hội. Ừ, vừa báo quay lại để mua mà. Đây là chó quay. Mình thì phải mua heo quay các bạn. Đến lễ hội này thì phải ăn tươi ói này, tươi luôn này. Đây đây đây, heo quay dưới này đang quay hai con luôn này. Heo quay bán sao chị? Chị heo quay bán sao đây? 250 một ký. Trong này là có thắng cố ngựa, các khăn ẩm thực trong này khá là rộng luôn.
Hết nữa. Rồi. Bay nha. Kinh thật, mua heo quay mà hết luôn rồi. Anh. Trời mọi người ơi, heo quay không còn để mà mua nữa. Kinh khủng thật. Ở ngoài phía ngoài cổng chợ thì còn nhờ rất là nhiều heo quay. Nhưng vào trong này thì kiểu như nóng hổi luôn, bán không kịp luôn. Này heo quay hả chị? À lúc nãy em vừa mới hỏi đây. Không còn ba chỉ đúng không? Dạ hết ba chỉ rồi anh. Còn miếng vai nè, thịt mông nè, ngon. Anh lấy hết nhưng tính 200.000 tao xả luôn. Em quá em ba chỉ nhỉ. Cái này nó hơi đỏ đỏ ha. Em xin miếng này được không? Anh ơi. Ừ, miếng quá miếng. Ừ, gộp gộp. Chắc là không giòn đâu. Cháu lại cứ đi tìm mãi. Thì cho bán sao đó anh trai đẹp trai ơi. Trông ngon nhất 2.4. 2.4 là đùi đúng không anh? À quên đây. Cho anh hai ống cơm lam đi. Nhưng mà nó có cháy không? Không anh. Thế là nhét vào à? Có ừ, anh là thích ăn phải có nó có cháy cháy một xí cơ. Thì làm cái cái ống nhỏ cho xem cái loại nó ngon đấy. Giống như nào ống nhỏ thôi. Một ống nhá. Hai ống cho hai ống nha. Tôi tách cho anh được không? Ừ, giúp anh đi. Chứ anh đâu có cái gì đâu, thử thức xem là thức cho này như thế nào nhá. Ờ, dự tính là cái lễ hội này thì khoảng bao nhiêu con trâu anh? Lễ hội này có tổ chức mấy ngày nhỉ? Hôm nay chắc có tầm hai mấy con rồi đó. Hai mấy con rồi một buổi sáng này. Mà cái lễ hội này tổ chức mấy ngày anh? 3 ngày thì nó phải là 100 con trâu à? Kinh điển nhỉ? Ngày mai mới là đông đúng không? Thường thường là ngày mai là nó rất là đông luôn. Tách như thế này à? Thì để bỏ cái này vào túi bóng cho cháu ơi. Dạ. Ừ, em cứ cắt đôi ra bỏ túi bóng ra. Hai cây. Lấy hai cây. Cây đẳng nóng tí nữa nó nóng luôn. Bao nhiêu lạng đó? Ký hết. Lấy hết luôn đi. Lấy hết đi anh. Sắc nhỏ cho em nhá. Đến ẩm thực này nhất định các bạn phải được ăn thịt trâu và heo quay đúng không anh? Nhất định các bạn. Thịt trâu thì có thể là anh em người Kinh cùng mổ, nhưng mà riêng heo quay thì toàn người Tày, người Nùng quay lên để bán các bạn nhá. Mà người Tày Lạng Sơn thì quá là tuyệt vời luôn. Cái này đúng rồi. Ok. Rồi cảm ơn em nhá. 60.000 đúng không? Ừ. Em cầm giùm em cái. Em bỏ chưa? Em bỏ rồi. Rau cái này rau gì cô nhỉ? Bỏ khai cái này tốt lắm đúng không? Rồi vậy đi 3 bó thôi, 3-4 bó gì đó. Em bỏ rồi. Bỏ khai. Bao nhiêu tiền đi cô? 4 bó. Mấy bằng rồi đó. Quay từ lúc quay quay phim từ lúc đi đang quay mà bây giờ hết rồi này. Đang sợ các chú không ăn được mấy cái đỏ ấy. Cái này được này. Nếu mà đỏ thì cháu chặt cái phần đỏ này ra cho chú đó. Chặt đi.
được. Bỏ lại đi chị. Lấy nhiều anh. 1 ký đi chị. Ký hơn ký rồi đó. Em lai mà. Cho ra nhiều rồi, em thích ăn ra. Cho ra nhiều. Có nước chấm không nhỉ? Bỏ lại đi. Chấm để đổ ra hả? Đây nào. Giật đi. Giật phát. Làm cả nhiều luôn đi. Ôi được. Bán sao anh ơi? 200 ngàn cơ này. Giờ chưa được còn 200 hả? Bán cho em 1 ký đi. Nhưng mà ba chỉ cũng 200 là đùi đấy cũng 200 à? Chân này nhá. Chân này thì không này, chân giỏ. Nhưng mà có cái chân là lại cái xương. Đó thì đấy. Lấy ba chỉ cho em đi. Có ba chỉ không? Ba chỉ còn hơi ít ở da. Ra. Nhưng mà chị anh có thể làm được cái lông không? Dạ không ạ. Nó ra để làm được. Chết, bọn em đi ăn vật vờ mà kiểu này thì chết rồi. Bọn em kiểu đi ra sông suối ngồi ăn á. À vậy hả? Bây giờ ra suối nhá, bây giờ mình hơ, mình cạo. Mình đốt đi, mình cạo đi thôi. Cái đùi này thì rẻ bớt đi. Có xương mà, xương nhiều không à? 180 đi, lấy luôn đi. Giò ngọt đây. Táo này mấy ký anh ra. Táo giò ngọt, xoài giò ngọt đây. Cho em 1 bịch đó. Quýt ngọt, táo giò ngọt, xoài giò ngọt đây. Cho em 1 bịch đi anh. Quýt ngọt, táo giò ngọt, xoài giò ngọt đây. 1 bịch. Quýt ngọt, táo. Mày là 1 ký hả? Xoài giò ngọt đây. Tiết mục thứ hai của mình anh Cúc lại làm gì nhỉ? Hôm nay mình sẽ chia đến các bạn là thịt trâu nhúng mẹ. Ui sự tuyệt vời. Rừng xào xả ớt. Tuyệt vời luôn. À, heo quay của lễ hội làng Tòng nữa đúng không? Anh em Hiếu định ra bờ suối để nấu nướng ăn uống nhưng mà do là địa bàn Hiếu cũng không có quen nên cũng không tìm được cái suối hoặc là cái hồ nào cả. Chính vậy là anh em vào trong rẫy một cái view của chú Sơn, chú làm rẫy và mở trang trại. Nuôi heo ở trong này mọi người ạ. Trong này thì khá là mát, rộng rãi và mát lắm gió. Thì vào đây anh em sẽ bắt đầu chế biến đồ ăn mà. Các bạn theo dõi và hưởng ứng anh em trong lễ hội Lồng Tồng. Anh em mua về để làm món thịt trâu nhúng mẻ này, heo rừng xào xả ớt nè. Ok các bạn xem tiếp nha. Chắc là lâu rồi. Trường học A mấy? A2 ở A2 đường dưới. Anh em lại về đây Hiếu là bên đồi phú chứ không? Gốc đúng là phú chứ phải không? Gốc ở đây luôn. Tôi chưa đi học là đâu? Là đã tới 4-5 tỷ rồi. Nãy giờ cứ để ngân hàng mình. Thịt trâu này thì anh em mình nhúng mẻ nhỉ? Rửa sôi qua vẫn là nhúng mẻ. Bây giờ xuống là lọc cái này nhá, lọc cái này để sạch sỡ đi. Có khò không chú Sơn ơi? Có khò không? Có cái kho để cháu làm lông. Ý là làm lông cái heo rừng á. Cơm lam. Các bạn mọi người thấy vui không?
đang còn một món gọi là heo rừng xào xả ớt nữa. Này là trâu nhúng mẻ này, ăn với lá ngò gai. Anh em ăn thế này thì đúng thôi chứ. Nó phải nhức nách. Này thì mai mới dỗ được. Đây này là Luca. Sao nhiều món vậy, vừa luộc vừa xả ớt luôn hả? Trời sang dữ ta. Để em lấy cái chấm chéo nhé. Lấy cái chấm chéo để ăn. Mọi người thấy anh em Hiếu đi chơi lễ hội lòng tầm về là thưởng thức sảng khoái không? Cái da này béo ngậy luôn. Ăn nhiều để béo lên không đạp nổi xe. Ăn cả nay cơ mà. Bỏ một ít nước anh ạ. Chậm chéo Tây Bắc. Hải Sa Pa. Nhưng mà cái này nhái của Hải Sa Pa. Hải Sa Pa nó phải có cái mặt của nó anh ạ. Nó phải có mặt. Ớt thì nhiều lắm, ngoài xe của nó còn luôn, trong cái bịch của chú Đoàn cũng có luôn. Đây, đang lấy bên này. Có cay đấy, hay là anh bỏ ít quá. Nó không phải, nó không ngon bằng mấy thằng kia kìa. Ngon hơn. Hải Sa Pa nó được cái thương hiệu chứ còn. Thằng này nó chỉ được lên cái màu. Cái màu thôi đúng không? Bỏ cái kiểu màu á. Nhưng mà cái chất thì không ngon đúng không? Bỏ cái này vô sao được không? Bỏ cái gì đó? Được rồi, ngon rồi. Mẹ đây là mẹ thì nó chỉ có màu trắng thôi. À cái rau đâu nhỉ? Cái rau đâu? Thôi chú Sơn ngồi đi, đói rồi chú Sơn ơi. Ôi chua lẹ ăn nhỏ rồi chết đấy. Úi giời ơi, cái thịt bò. Thế này là vừa tầm thôi, đừng có, rất hay là ngon rồi. Nhúng và tái thôi. Và làm dấu đi. Hiếu muốn nước lọc. Em muốn nước lọc thôi. Đây. Rồi, chúc mừng ngày hôm nay đi chơi đầu năm. Khai xuân đầu năm. Còn nó quay YouTube thì anh em mình cứ vậy chiến rồi. Chín thôi. Còn kênh của chú lấy tiền, còn anh không đụng bạc. Chú bảy cho anh ăn nhậu thôi, chú bảy. nhất trí đó, tuyệt vời. Cho lòng tâm mừng đảng mừng xuân, mừng đảng mừng xuân, mừng đất nước ta thắng lợi. Đây có mồi gì ngon. Đang còn một món heo luộc với lại heo sợi ớt nữa, mang đi sau. Cứ ăn trước cái này đi, cứ ăn trước cái hai cái món này trước đi. Cơm lam, ui sợ nhất quả nách nhờ. Cái này không có nước. Rồi, ngồi đây chiến đấu đi. Đây, lá này chấm cái này chú ạ. Heo quay chấm cái đó. Ngon gì. Tại mình nhờ người ta thái luôn đấy. Nên là chiến đấu luôn à. Mày đâu có rửa cho nó chơi luôn hả? Rửa rồi. Anh còn cái chén nào không? Cho em mấy ít chấm dẻo sang đây. Đấy hả? Dạ. Đây, có cái chén chỗ anh Quốc đấy. Chén đi đấy mà. Quốc chấm thì cái món nó ngon. Cũng thơm. Cái này vừa tái tới thôi nè. Đừng có để lâu quá nó dai. Mềm. Chấm như là cái muối ha, chú Đoàn làm. Chú Đoàn ăn hơi quay. Tiêu xả, ớt, hành. Chấm chéo à. Trời ơi, nó ngon nhỉ. Nó ngọt gì mà ngọt luôn. Không, heo quay cũng ngọt á. Ngon mà. Heo quay dai lắm. Đâu? Hôm trưa buổi sáng thì nó ngon. Sáng thì nó giòn. Hôm nay mà không được đi cái lễ hội này thì tiếc quá nhỉ. Hôm qua là đọc cái tờ báo là năm xuân, à quên năm nung. Thế là gọi cho anh em. Bây giờ không giòn nữa, trưa ăn giòn. Heo quay, ra heo quay. Mình bảo thằng bạn mình, thằng sáng chưa bảo năm hôm qua mới đang là chuẩn bị cho công tác, vị cho ngày mai. Mà bạn bảo hết rồi mà vô lý thế.
Em gọi em gửi hình cho chú Đoàn đúng không? Gửi hình cho chú Sơn. Là thằng Nam Nung là tổ chức ngày 21-22 rồi. Còn Nam Xuân thì hôm nay. Đây đây đây, vào đây. Vào đây, bỏ cháu ăn cho. Cháu thích cái da mà. Dạ dạ, hồi xưa cháu nó chặt mình ăn rất là ngon. Nhân nóng mà. Nó dài giòn ra này. Một con nhân thì nó heo to. Nhưng mà cái cơm lam này, cơm lam nó làm chưa đúng kiểu này. Cơm lam là quấn lá chuối nó nhét vào thôi, nó đều. Thực ra là đều với khách du lịch còn được, anh em mình gần đây mà thì đều cái này. Đúng rồi, và đốt bằng nứa cơ, nó phải khét nó lên. Hôm nay gặp trướng mà này không làm được ly rượu, tiếc nhỉ. Chiều lái xe tiếc quá. Để hẹn hôm khác. Hẹn hôm khác nhá. Hẹn hôm khác anh em mình chiến đấu nha. Thì nó ít nhậu, hôm nay nhậu nhiều này. Ừ. Anh Cúc là thần điêu đại rượu rồi. Đại mà không nhà vào nhà Hiếu say cần chết. Ăn nhiều đấy, không phải đâu. Đã còn nhiều, mới hai món nữa kia nữa kìa. Cái mẻ này vừa đủ tầm luôn. Được. Được rồi chứ, mấy đại ca là còn quay lại mà mua thêm heo nữa. Tao say xe tao bảo tao nhảy. Quay lại 3-4 cây để mua thêm 1 ký 7 heo rồi đó. Quay trở lại. Chạy được 3-4 cây rồi. Mua heo rừng này. Heo dương. Không thì cho mình mềm thật nha. Bảo con dì với chú Sơn vào nữa thôi, mua gì cho nó hoành tráng thôi chứ. Đội gì mà... Chuyện đấy trưởng nó bảo cũng khóa khả năng nó biết mày mà. Ừ. Mình nhớ là có B2, có Hiếu B2 rồi. Cơ duyên mới gặp nhau thôi, với đầy đường. Hiếu ngày xưa á, ngày Hiếu chỉ chơi với mấy thằng ở đó thôi. Chơi tao hai máy hả ta? Ừ, đúng rồi đấy. Giống huyện Đan Trường. Đó. Nước là ngon. Ngon đúng không chú? Chú thấy cháu làm có ngon không? Hợp lý không? Ngon lành, chú cháu mình đi du lịch chỉ cần thế này thôi. Hôm nay là định ăn luôn trong đó cơ. Cái bà kia bà ta thấy hỏi quá. Anh ơi, anh cái thằng này đâu ở ngoài đầu đường bán trời, em đi kiếm mãi không ra. Anh để lại em ngoài kia. Giờ lấy mất thịt ba đây. Ăn này bạn, miếng heo này. Mất thịt ăn. Chi đôi đang dưới là bên đầu bên đó. Cái nào? Cao này. Cao này. Nhiều không, nhiều khi cái chỗ mà cho mất cho già chú. Cháu làm cành lớn á, cành to quá. Cháu làm hơi già lâu á. Thôi. Ngon, uống. Ngon quá. Ngon quá. Uống rồi không giới thiệu được cháu. Cháu trưởng con rể của Ba Sơn. Đây là bác Đoàn. Dạ. Là lớn hơn ba mấy tuổi. Dạ. Còn đây là Hiếu rồi. À, cùng khóa. Bạn lâu rồi mà nhờ mới gặp, 20 năm rồi. 20 năm rồi đó, đúng hay. 5 năm nay là tổ chức 20 năm rồi. Đúng rồi. Tổ chức 20 năm là... Năm nay đúng không? Đúng rồi. Ừ. 2004 kéo mình nối với Trần Đạt. Dạ. Còn uống uống được nhiều tùy. Thế từ bắt đầu nữa. Đúng rồi. Uống bao nhiêu uống hết rồi chờ. Cái bò khai này ngon mà. Đây này, cơm lam này là chưa đúng kiểu đâu cơ mọi người nhá. Cơm đều là. Cái này cơm đều thôi. Cơm lam này bỏ vào ống tre để nấu, ống nứa để nấu thôi. Cái này là họ bỏ vào trong cái này xong rồi đút vào cái ống thôi. Không có hiệu quả đâu. Có đậu phụng đâu, có dừa đâu. Đúng không? Các bạn du lịch là mấy cái này thường bỏ xa cũng được. Cả giấy nó đốt, nó cháy cái ống cơ. Nó phải đúng chuẩn cơ. Cái này vậy là có lạc để chấm này. Chấm như muối vừng á, đúng không? Mấy bạn đừng mua này, tránh cái tình trạng là giống như mình các bạn nhá. Bình dân ở đây vẫn phải mua. Thưởng thức. Cái này có khác gì cơm nếp đâu. Ừ. Nước ngon rồi thật. Ngon đúng không chú? Nước ngon. Ừ. Heo rừng xào sợ ớt. Đây, còn hai món nữa kia này, thịt luộc này. Chia làm hai đĩa đi anh ơi. Đấy, bỏ vào thịt heo luôn. Đỡ phải đĩa. Đấy, còn quá trời mùi nhỉ. Nhưng mà cái thịt trâu này ăn mạnh lên này. Ngon nhỉ. Đang còn mới ăn được một nửa thịt trâu á. Để chỗ này thôi, để chỗ này, để này. Rượu thì rượu này giới thiệu các bạn, đây là rượu sâm cau với mũ tần các bạn nhá. Các bạn uống thì cứ alo cho Hiếu. Nhà thì cực nhiều, uống thì cực phê. Ngâm 7-8 tháng đến 1 năm mới bắt đầu xài các bạn ạ. Rất là ngon. Uống rượu này thì đau lưng mỏi gối, đoạn đàn ông thì bao phê bao sướng. Có nhân chứng sống ở đây. Còn đúng là có nhân chứng sống. Cháu thử miếng heo rừng đi, anh Quốc thử xem.
Đấy, thử thử xem nào, có ngon không? Thử nhá. Thử luôn. Theo đường chấm lại muối ớt xanh với lại xả ớt bạn ơi. Đấy. Ăn rất mềm, ngon. Ngon đúng không? Em nào. Trong cái muối của chú Đoàn. Theo rừng này là tàn lạc đấy. Cái da không có thời gian làm nữa, bỏ da ra. Chứ da mà xào xả ớt thì nó ngon, nhưng mà làm lấy nạc không này. Nó đâu có dai lắm đâu. Ngon mà. Ngọt lịm. Nhưng mà chắc nhất thì mình vẫn kết cái món này nhá. Đúng rồi, cái món thịt trâu vẫn ngon nhất. Không thể qua được cái món thịt trâu, kể cả heo quay cũng vậy. Thịt trâu là ngon nhất. Thịt trâu nhúm mẻ ăn với bò khai. Quá ngon. Đá bò khai chú nhỉ. Còn cơm nam là chú kết không? Cơm nam cũng ok. Cơm này, cái này là cơm nếp, cái này là cơm nếp. Mình mua là cơm lam nhưng thực ra là cơm nếp bỏ vào đúng không? Nếu mà cơm nếp kia nó khô lắm, khi nguội nó cứng ngắc, ăn dễ ẹc à? Đây là nếp nương á anh ạ, nếp nương á. Nó mềm như vậy là dễ ăn. Nhà em cũng mua được 10 ký nếp nương này. Đợt nấu bánh chưng bắt đồ. Cái nếp nương chú ạ, nó tròn cái hạt nếp lắm. Nó rất là mềm. Ok. Cái mềm phổ biến bùn đâu, trò tê bùn đâu. Nè, okay. Cái món này là vẫn hấp dẫn nhất nhỉ. Đúng rồi. Dễ ăn này, đúng không chú Sơn? Ngon. Nó ngon, dễ ăn. Món trâu nhúng mẻ này. Trâu nhúng mẻ. Thấy em sáng kiến tuyệt vời không? Mẻ rau nhíp à? Ừ. Bò khai. Bò khai. Cái khai khai xong trâu mà nấu với bò khai. Nó khai khai cái mùi khai nó quen lắm các bạn ơi. Đúng rồi, đúng. Heo xào xả ớt nhưng mà tàn có nạc không à, con heo này nó nạc quá nhờ. Cái món này vẫn là cái món ngon nhất mọi người này. Cái này cái bắp của nó ngon lắm, cái thứ thịt của nó ăn nó mềm nó ngon, chấm với thằng chấm chéo đấy ăn vẫn ngon. Mà tại vì mua cái đùi nó khô quá, nó đùi nó nạc không à, nó còn có một miếng ba chỉ thôi, không đến ký à. Ngon. Thử hôm nay là trưởng làm không à? Thơm lắm. Rất là thơm. Này trưởng ăn xem thế nào nào. Có giống thịt heo xào xả ớt không? Hay là thịt lợn, hay là cái này là thịt lợn. Đúng rồi. Có ngày còn dễ tịnh với chú Sơn đấy nha. Rất là ngọt chú ạ. Ngọt lắm. Cái thịt nói chung là hôm nay ăn bực cái nào cũng ngon nhờ. Cái nào cũng ngon hết á. Cái này thì nó chất rồi, chất như nước cất. Thôi mình cũng chia sẻ cuộc sống hôm nay đi chơi lại hội lòng tầm này, mấy chú cháu anh em thưởng thức mấy cái món dân dã như vậy thôi. Thì chúc mọi người vui khỏe. Rồi lên cái chú để kết thúc video. Vô luôn anh Cúc. 1 2 3 vô. Anh Cúc có vẻ là đỏ đỏ đấy nhỉ. Lễ hội lòng tầm ngấm rồi đấy. Chú Đoàn cũng đỏ đấy. Đó là mô. Mô. Các bạn thông cảm, sáng giờ mình đi lễ hội lòng vòng. Lòng vòng. Lễ hội gì?